Đấy xa. Anh này có vẻ đẹp trai ngang như mình đấy các bạn ạ. Thậm chí mình chắc đẹp trai hơn. Cơ bắp. Sao là cơ bắp to nhỉ? Chắc mình phải đi tập gym thêm các bạn ạ. Hello. Gì vậy má? Không nghe thấy em gọi à? Tất nhiên là không rồi, nghe thấy đã quay lại rồi nhỉ các bạn nhỉ. Ông gọi đấy, ông gọi. Nhà hả? Em đến mua đồ chơi đấy. Dạo này đăng video trên YouTube tuy là ít view nhưng mà lại vẫn có tiền. À thế à? Có tiền thế là đi mà mua nhá. Anh đang so vẻ đẹp trai với cái con này. Chắc anh đẹp trai hơn đúng không? Như này. Nó sao ngờ của anh? Ui. Ông cũng chả biết gì về vẻ đẹp. Kệ đi các bạn, mình lại tiếp tục. Ủa gì vậy? Đồ chơi Dragon Ball. Đồ chơi cũng là Dragon Ball. Đồ chơi One Piece. Đồ chơi Minecraft. Đây là khiên Creeper. Đây là Dương. Cũng là Minecraft. Rainbow Friend. Ôi giời. Mấy cái đèn khối này. Hoki. Không ăn thua. Lego Minecraft. Vẫn là Dragon Ball. Bê quý thành. Shop của anh chẳng có đồ chơi Plants vs Zombie à? Không, shop anh chỉ bán đồ chơi những game anh chơi thôi. Anh có chơi Plants vs Zombie đâu. Anh chả chơi gì. Cái hôm mình chả làm video Minecraft về game đấy còn gì. Nhưng mà anh không thích mấy cái con đấy lắm nên anh không nhập về đâu. Anh chỉ có Rainbow Friend này, Minecraft này, những cái nhân vật ở trong anime, phim truyện tranh. Không, em đến đây để mua Plants vs Zombies, nếu như không có thì em không đi về đâu. Ủa alo. Khách hàng hay là mẹ mình vậy ta? Không hiểu các bạn ạ. Đến mua hàng mà kiểu không có hàng thì bây giờ lên kia ăn vạ. Chịu được, thôi bạn ơi, chắc là bây giờ mình phải đi mua cho ốc một bộ đồ chơi Plants vs Zombies vì ốc có vẻ là rất thích chơi cái trò đấy. Ok, thôi đợi mình một xíu, chắc là mình đi mua. Không là ốc không về, ốc ăn vạ ở đây thì mình chịu được bạn. Rồi, chắc mình đợi bây giờ mình xíu nhá. A few minutes later. Ôi dồi ôi, vừa đi mua một phát mua được hẳn hai cái hộp đồ chơi Plants vs Zombies luôn các bạn ạ. Đấy các bạn không? Một hộp siêu to khổng lồ này. Đấy, có hình mấy con zombie, mấy cái cây hoa. Ủa, có quả súng luôn các bạn. Xịn thật sự. Còn bên này cũng vậy. Ủa, có mấy con zombie mặt xấu lại còn đầu gấu. Đấy, các bạn thấy chưa? Có cả bóng này. Và các bạn đừng quên là cái này có thể chơi được thật luôn. Bây giờ mình sẽ lên cho ốc chơi nhá. Đó. Ây da. Ôi dồi. Trông tưởng nhẹ nhưng mà cũng nặng làm phết ấy. Ôi ốc ơi, ốc ơi. Wow. Đây là cái gì nhỉ? Xin chưa mà cho. Xin là xin vĩnh biệt ạ. Vĩnh biệt này. Đây đây. Đấy, anh có hẳn hai thùng, hai hộp đồ chơi. Wow. Plants vs Zombies đấy. À, cái này là có mấy cái con zombie nhìn kinh điển. Còn cái này có những con zombie mới lạ. Cái này là người yêu Bê Quý Thành. Còn đây mặt ốc thì người yêu ốc. Nhưng mà cái này anh mua là chúng ta có thể chơi được thật luôn đấy. Mà em định rủ Bulber đi chơi nhưng mà ở văn phòng thì Bulber không thấy đâu. Chắc chúng nó lên trên tầng 4 rồi. Thế bọn mình đi lên đấy đi. Chắc là tụi mình sẽ lên trên đấy rủ mọi người chơi cùng chứ chơi hai người cũng hơi buồn. Ui giời. Ai bảo cái tội tự nhiên. Thế mà vẫn ngủ được. Tài thật sự.
Ôi giời. Ngủ cái gì? Ngủ lúc nãy còn ngủ mê hơn cả con hút ghi cả vẫn ngủ. Thôi đã. Ôi giời, nãy em nhớ là em mới muốn người yêu cơ mà bắt đầu hôn con hút ghi lẻ. Ôi giời ơi. Nghe nhét bọt biết về thì ui. Bận quá thả. Nhưng mà em ngủ thì chị, mà chị đang làm gì đây? Chị đang dọn nhà để nghĩ video cho các bạn luôn. Vẫn chưa nghĩ được cái ý tưởng nào quay cho các bạn luôn. Nghĩ đi. Thế thì em đang ngủ đấy, em nghĩ ý tưởng mà ngủ mơ cũng ra ý tưởng ấy chứ không biết à? Không, nhưng mà phải dậy đã, 5 giờ rồi. Em không biết, em đi ngủ đây. Không được ngủ. Ôi giời, mất hết cả giấc của người ta rồi. Dừng lại. Ôi giời ơi, cái gì kia nữa? Trời ơi, nó ra thêm thế. Kể nó lên đèo xoay đi. Anh làm cái gì? Không thấy hai đứa đánh nhau à? Sao lại đánh nhau? Lên đánh nhau, không đi làm việc lên đánh nhau à? Em đang ngủ đi bơi ra thì đánh đi thêm. Sao lại ngủ? Giờ là giờ làm việc mà. Nghe em nhắm đi đánh ấy. Đúng, đánh tiếp đi. Thôi. Sao lại bắt đạt em thế? Không thể ra video mới để quay video mới anh chị ạ. À, thế là Hiệp hơi lười nhá. Sao chúng nó làm video nhá, sao không có hút ghi của anh bên đây, hút ghi dưới cửa hàng mà. Lấy em còn hôn nó cơ. Không phải đâu. Này Hiệp nó làm gì, nó sắp đứt lìa hết rồi. Đây này ơi, bắt đền. Này nhá, bắt đền mua con này luôn đi. Ồ. Hôn toàn nước bọt mà nó, cái gì. Ồ, cái gì đây anh chị, cái gì đây? Đồ chơi mới của anh này. Đây chính là bộ đồ chơi của Long. Vẫn rất giống bí các em chơi trò đấy không? Có, em chơi trên điện thoại nhưng mà đài ngoài đời thật em chưa thấy bao giờ luôn. Đúng rồi, chưa thấy ngoài đời thật bao giờ luôn. Ồ đây này, chị cũng có luôn. Tuy nó nhỏ hơn nhưng nhân vật của nó đẹp hơn. Đấy, thấy chưa? Rất đẹp. Thực ra hai đứa không biết chứ hai cái hộp này của anh hết đấy. Chị đâu có bỏ tiền để mua đâu, Hành anh mua về xong rồi. Bây giờ bảo là chơi một mình buồn quá nên rủ hai đứa lên đây chơi. Nhưng mà lại thấy hai đứa ở trên này luôn rồi. Thôi đừng đánh nhau nữa, bây giờ chúng ta cùng mở cái này ra để chơi. Thế bây giờ chọn phe đi. Ai là phe thiện, ai là phe ác đây? Anh à! Ui sợ quá. Chẳng nên là phe ác. Anh là phe ác đúng không? Em cũng thế. Mình và Bơ sẽ là phe thiện. Thiện nha. Bọn mình có một hộp tuy là nhỏ nhưng mà sinh vật thì rất là đa dạng. Đó là ba con zombie với ba kiểu dáng khác nhau. Cùng với ở dưới này là ba con thực vật, là cái con cây mà bắn ra đạn á. Còn đây là đạn của chúng nó. Ồ có ba con nhưng có đến bốn loại đạn nhá. Và hướng dẫn sử dụng của nó đó là ở mặt sau. Đấy. Uầy nhiều thực sự luôn ấy. Ờ con này nó bắn con này, con này bắn con này. Bây giờ sẽ cho Bơ mở ra nha. Và bây giờ các bạn hãy cùng chờ đón Bơ mở ra nha. Tuyệt vời. Ui. À có một bức tranh luôn này. Quá là tuyệt vời luôn các bạn. Trời ơi. Đây chính là Baby Thành. Đây là Baby Thành các bạn. Đúng rồi. Đây chính là Baby Thành và những người bạn của Baby Thành. Rồi bây giờ mình sẽ xem từng con nó như thế nào. Các bạn ơi cái chân nó lắc lư, nó ngoáy ngoáy như thế này. Nó mình tưởng là nó có pin nhưng thật ra không phải các bạn ạ. Con này thì một chân còn dày, còn một chân đã mất dày rồi. Nó là zombie hệ nghèo đó. Đúng rồi. Ui con này, con này chân thì như nó hoàn đề á chị ơi. các bạn nhìn thấy không? Nó quá khèo đó. Ừ, khèo luôn ấy. Ồ, còn con này, ồ, con này khèo ra nhá. Ừ. Còn con này thì khèo vào các bạn. Ôi. Nhìn cũng dễ thương mà, nó cũng đáng sợ nhưng nó dễ thương. À, đây là zombie ong này các bạn ơi. Zombie có cái con ong, còn đây là zombie gì? Rắn. Ừ, còn đây zombie bạch tuộc. Đúng rồi. Trời ơi. Đây. Wow. Đây là con gì? Ô, cái này là gì? À cái này để bắn đạn. À, đây có đạn này chị ơi. Ô, cái này là đạn của nó. Thế còn cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cho đi coi. Cái này là cái gì? Cái này là đạn của cái này thì phải. À ừ, đúng rồi. Mình hơi quê các bạn ạ. Mình chưa được chơi trò này bao giờ. Mình chỉ chơi trên điện thoại, máy tính thôi. Ồ. Cái của em chắc là cho đạn vào đây xong rồi bắn. Phụt phập. Cho đạn vào đâu cơ? Đây. Ồ thế đạn cho vào một lỗ bắn ra một đây. Lỗ à?
Thế cái này còn lỗ nào cho vào nữa không? Như là nó hết lỗ rồi chị ạ. Không còn cái lỗ này. Đây là con như kiểu con cá ấy. Đúng rồi, đây con cá. Đây là con rắn à? Ủa, con này là cái con... À, những con này ấy, thì nó bằng nhựa này các bạn. Nhưng mà cái con này nó bằng kiểu cao su. Là mình bóp vào này, đó. À, cho vào đây cho mình bắn. Mình bóp cái vỏ này nó bắn ra. Đúng rồi. Ha, rất xịn. Không biết đồ bên bên với thành to nhưng mà có được như của mình không? Làm gì có cái cao su mà bắn bóp phát chất luôn như kiểu của mình được. Đúng rồi. Bùn ơi, xách đi em. Để em. Ui dồi ôi. Dồi ôi. Thùng rõ to mà lại à hơi đều. Không phải đâu, không phải đâu anh ạ. Mà cái này nhiều đồ nó lang. Thành ra cái quai này không thể cứ được cái quai bé tí tí này cứ nào được. Xịn thế này nó nặng nên là nó bị rơi bộp các bạn ạ. Thôi bây giờ mình xem ở trong này có gì. Ui đằng sau chắc nó cho mấy hình thì chắc là có hết đấy. Bùi ui à. Em thấy đây có một cây súng bắn này. Cây đậu thôi em ạ. À đây là cây đậu. Con này zoom bài, ôi zoom bài lái ô tô. Zoom bài lái ô tô. Ủa, con này là cây ăn thịt người luôn này. Ăn thịt zombie. À, ăn thịt zombie. Đây là zombie đang lướt ván, đây là zombie đang đội mũ. Đây là, ôi, zombie đội trong chống chi. Zombie đệ tử của Doraemon các bạn ạ. Còn ở bên anh Thành nói cái gì? Có con bắp ngô nè, có con cây xương rồng nè, có quả dưa hấu nè. Con này bắn chiu này bắn làm chậm đóng băng đây, sao các bạn ạ? Đậu băng. Đậu băng. Đây là ông chủ trang trại các bạn ạ. Còn bây giờ mặt trước thì nó không có gì. Nó cũng là mấy nhân vật đấy thôi. Bây giờ tụi mình sẽ bóc ra nhá. Ui. Đây. Nào, chuẩn bị nào. Em cầm cái vỏ bên ngoài, cầm vỏ bên trong nhá. 1 2 3. Kéo đi ạ. Tên. Nhiều chưa? Ui, nãy cái hình này là màu xanh dương, đây là màu xanh lá này anh này. Ui. Bắn được luôn hả? Bắn được luôn anh. Để chắc là mình bắn bằng cái quả này hay sao nè. Đây nhở cái pháo cối nhở. Giống như bùm đấy. Bên kia nhở bùm phát bên kia bay hết luôn. Thử bỏ vào bắn em nào. Đúng không? Đâu nhở? Bỏ ở đâu ta? Chết rồi. Chết không rồi, không biết bắn rồi. Quỳ. Ôi giời ơi. Sao thương cao hơn các bạn ạ, bên kia chỉ có thua rồi. Nhưng mà hình như là mình là chọn phép là chọn zombie mà. Đâu có phải là chọn được bắn súng gì đâu, chết rồi. Ôi giời. Sai rồi. Sai ngay từ bước đầu. Mình sai ngay từ bước đầu rồi. Còn ở đây là bên phe thiện là có những cái gì đây. Ôi, đây như con. Ôi, đây nhiều con lật đật. Đây là con hoa hướng dương, nó sẽ nhả tiền ra cho mình. Lấy tiền mình mua những thêm những gọi là những cái gì nhỉ? Những cái cây thực vật khác các bạn ạ. Ví dụ đây là củ gì đấy? Đây là củ tỏi màu tím. Tỏi. Ui. Hoa cẩu pháo nè. Đúng không? Ui giời. Đây. Chơi quê. Piu. Ui giời. Làm lại cho các bạn xem đây. Nào. Đặt hàng xuống đất này, đặt vào đây này các bạn. Có điểm ấy, để em bắn xem điểm. Bùn bắn xem nào. Ui, bắn hụt thế này. Nhưng mà khó bắn như thế ấy. Tí tụi mình còn có cơ hội thắng. Chứ mà con zombie của mình mà ra bắn một phát nào cũng vào đầu thì làm sao mà thắng được hả bùn? Đúng rồi anh ạ. Mình lên để như thế. Pháo đây. Dưa hấu. Ô, nhưng mà hình như cái này yếu đấy nhỉ. Ui. Ý, giời. Nào, anh để đi. Ui. Đây là con gì ta? Con gì nhở? Các bạn biết con gì không? Sao mà trông nó ngu nhỉ? Các bạn biết con gì các bạn comment hộ mình với chứ mình không biết. Đây cũng là một cái con cẩu pháo, bắp ngô. Đây là bắp ngô cẩu pháo. Đây là con gì hả? Giống như quả ớt ấy nhở? Đây hình như là quả ớt chuông, đúng rồi, đây là quả ớt chuông. Ớt cẩu pháo. Ui, con này mạnh phết. Ui, con này xinh quá. Cú teo hồn me quá các bạn ơi. Ui, con này nhiều một con chó lai con mèo các bạn ạ. Mặt con chó là ta con mèo hay sao ấy. Và còn có đuôi hồ ly luôn này. Đây, chó mèo đột biến các bạn ạ. Đây là củ đậu. Củ đậu à? Củ đậu. Anh đi ăn củ đậu lắm thế này. Giấu. Ôi, nhưng mà con này không có tác dụng gì hay sao nhỉ? Thế nó chả có cái gì luôn. Mà hình như không phải củ đậu đây em ơi. Đào. Quả đào ấy. Quả đào à? Đồ ngu. Đây nhiều. Một con samurai các bạn ạ. Mặt y hệt con samurai luôn. Nhưng mà không biết đây là củ gì. À, củ cải.
Củ cải à? Củ cải. Ồ, củ cải. Còn đây mới là nhân vật chính của mình. Sau sau cả một cái thùng to này, nhân vật chính của mình có mỗi con zombie chống khổ và các bạn. Trong khi nó có cả tấn đồ để tấn công thì mình có mỗi con zombie. Con zombie này cần nó yếu. Có đứng hay sao đây này? Nhìn, nhìn này, cổng súng này. Nó đứng nổi luôn đấy. Nó không đứng nổi luôn. Đây này, bây giờ dí xuống đây. Tọt. Ôi giời. Thôi mình qua bên chỗ chị ốc và chị bơ để xem này. Có gì đặc sắc hơn không ạ? Ai dạ, ăn bóc xong rồi đấy à? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia ra bên đấy phải ăn đúng không? Thì bên đưa hết những vũ khí sang bên này, còn bên này có thì zombie thì đưa sang bên đấy. Sang bên đấy, đúng rồi. Ui rồi ôi. Ê, chuẩn bị chuẩn bị. Buồn ơi, khẩu súng rõ to rõ lợi hại thế này mà mình không được dùng. Đây, zombie đây, đấy. Quả dưa hấu, xe cậu. Quả dưa hấu to như cái đấu. Ôi, bất cải. Ok, mình xếp, mình xếp. Mình... quả ngô đây. Ô, à. Hoa hướng dương kiếm tiền đây. Súng đưa chưa? Súng đưa chưa? Súng đâu? Súng đâu? Đưa súng đây. Đã giấu rồi mà bị phát hiện. Đau lòng quá. Không chơi súng này đâu. Mấy con zombie bé như thế này mà bắn súng thì con nào chịu được, đúng không hả Bún? Đúng rồi đấy. Mình lên chỉ chơi những cái kia thôi cái... đúng rồi. Vác súng to rồi mấy con zombie nhìn này, mặt nó không bằng viên đạn, bắn một phát nó chả bay à. Xin vĩnh biệt cụ à. Đây, được rồi, không chơi súng nha. Được rồi. Chất. Bên đấy có vẻ hơi ít, xếp rất là nhanh. Đúng. Bên rồi. Mình nhiều này thì xếp lâu. Đúng rồi. Rồi, mình xếp những cái tấn công chứ chị. Ờ đúng đúng, những cái nào là cái tấn công? Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Mình sao mình trùng trồng củ tỏi à? Bên đấy gà, bên đấy quá gà luôn, đánh người ta phải xếp cái phòng thủ chứ không phải đến cái tấn công. Ờ, thế khéo cậu mình có cơ hội thắng. Còn đội bên mình có 4 con zombie thôi các bạn ơi. Zombie này, zombie ong, chị ong lâu 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 nhưng chị mà chị ong lâu 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 cầm cục phân. Ôi trời, kinh quá. Đây, đây là gì? Zombie ngu si. Đây là zombie con rắn. Hy vọng con zombie rắn này sẽ mang đến cho mình sự may mắn các bạn ạ. Sự may mắn nhá. Nào, bơ thể hiện trình độ đi. Rắn quả này sao nào? Quả này quả bơ nào. À, quả bắp, quả bắp. Quả bắp nha các bạn. Ờ. Ôi trời ơi, đây mình nhảy một phát tới đây. Không, đi từ từ thôi. Đi từ từ thôi. Cái này nó bị nhờn rồi, nó không bật được ấy. Đó. Ui. Bây giờ mình bứng cái này lên. Đây, mình thử lại nha các bạn. Dạ, chấp được không nào? Ôi. Thế thì zombie, không phải zombie đá một thằng này ra. Quá yếu. Đúng rồi, không bắn được mình. Trừ khi là bắn dụng được mình thì mình mới là bị loại đúng không? Đấy, bị đọc qua là không bắn được dụng của mình thì mình đá nó ra. Mình phải tiến gần lại đi anh ơi. Nhưng mà phải cho gần lại đúng không? Cho gần lại. Ok, chấp chơi gần luôn. Rồi, bây giờ bắn quả này. Cái gì đấy, cái gì đấy? Đặt đúng cái điểm đây. Quá giỏi. Nhưng mà chỉ mất máu anh ạ. Mất quả chết luôn thì hàng bao nhiêu quả kia thì chết thì không được. Bên lại rõ nhiều các bạn ạ. Thế mà bây giờ bắn một con của mình phải có 2 lượt. Ví dụ con mình đổ 2 lượt thì con mình bay ra chứ. Bây giờ bên này cả một đoàn quân đông như quân Nguyên nên bắn đi là ai mà đỡ được, phải 2 lần. Chấp luôn, chấp con này luôn. Con này của mình bị đổ một lần nữa nha các bạn. Nếu mà bị đổ một lần nữa thì tụi mình sẽ cho này nó đi ra. Ờ, đây, con này cái dùng cái đạn bé này nạp vào cái lỗ trên đầu nó xong bắn ra cái lỗ ở mồm nó. Để vào cái lỗ này đấy, lắc 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 cho nó xuống. Còn kia cái gì? No, no. Ôi là... Nào. Nhầm mà. Không, em phải di chuyển lên. Lên, 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 lên. Được rồi, đứa này cho bơ để hiện. Nhưng mà anh thấy mình càng nick lên là mình càng có cơ hội bắn bảo hơn. Để xem nào. Con này bắn rồi, mày phải chuẩn khác chứ. Không, bắn tiếp, đúng. Chả làm gì, thế tôi bị sợ quá đấy các bạn. Nhìn đây. Sợ. Phép thuật huy. Đúng rồi. Đây là chúng em bị mất máu rồi. Làm chúng vô thì làm gì mà được.
Rồi mà thế con lấy cũng bị đá luôn. Không, nó phải được hai lần, được hai lần. Ok, cho hai lần. Thôi, mỗi con được bắn hai lần. Ok, cho bắn hai lần luôn. Rồi, bắn đi. Các bạn đã xem đến đấy thì đến chắc. Ôi con này mình đá chứ, con này mình đá, con cho con zombie đầu chọc mình đá. Yeah. Thế mình đổi con này vào đây. Rồi đá lại đi. Tí chúng các bạn ạ. Rồi xí hụt nào. Quá gà, quá gà. Mình phải di chuyển lên luôn anh ạ. Còn đến luôn mình ăn thịt chưa hết. Không được rồi, chị phải sử dụng con này cho nó căng. Ui, con đấy có vẻ nó nuốt đạn ghê quá nhỉ, các bạn kiểu nhá. Ui giời, con thằng chết rồi. Con gì ạ? Đây là con nấm đó. Thấy sự tội hại của lớp chưa? Xin 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 xin. Nào, đến đội bây giờ lại tiếp tục đến cái đội chỉ bắn kia đây, đội kết tốt kia đi. Đây, cho con này thể hiện kỹ năng đi. Đấy nha, mình sẽ cho đạn đến đây các bạn. Rồi. Ui giời. Bắn nó từ từ thôi, cứ cái khủng khủng thì nó. Ui. Rơi cả đạn. Rơi đạn luôn các bạn. Chờ nó vào. Lắc nó xuống. Được chưa? Bắn đi. Không. Bắn thấp thôi. Đúng rồi, nhưng mà con này cũng bắn được đâu các bạn. Con này phế. Thế thì là bị gặm tiếp. Đúng không? Gặm em đào này, đi em đào cu tê này cũng bị con zombie này gặm. Ôi giời, cẩn thận nó rụng đầu em bạn, não đội mũ một nửa thì vơ mất mũ thì làm sao đúng không? Được rồi. Em cứ chuyện này mặc con này. Hết thực vật. Con này chắc chắn sẽ phải chết. Con này còn một lượt bắn nữa thôi. Giết nó. Làm sao mà có thể đấu được với zombie con ong của anh? Ăn thì con này đi em ấy. Giả đảo. Xăm như loài à? Thua hết đại chiến thần zombie ong cu te hồn me và rắn may mắn. Mấy cháu nào anh nghĩ mà phải chúng mình phải nương tựa vào nhau. Mình phải đoàn kết. Cố lên các em. Cố lên. Cố lên. Gần hết luôn đội thiện rồi đấy anh ạ. Kìa nó đi ra bãi hết rồi các bạn ạ. Thế mà cuối cùng bị thua một khẩu súng thần công. Súng này là cây hoa này các bạn này. Nó mạnh quá các bạn ạ. Thôi được rồi, dù sao thì phái ác cũng phải thua thôi. Lúc nào mình làm người ác thì mình cũng bị thua. Đúng rồi. Và các bạn có thích video này không? Nếu mà các bạn thích thì hãy bình luận cho bọn mình biết và ấn like video, đăng ký kênh, hãy nhớ xem quảng cáo cho bọn mình nha. Bye bye. Lần sau tụi mình có những món đồ chơi khác thì tụi mình sẽ chơi các bạn xem. Và các bạn có những món đồ chơi gì hay ho thì hãy bình luận dưới để tụi mình chơi nhá. Ôi giời ơi, ông đập đầu vào bàn các bạn. Đồ ăn hại.